shopping.ảo.vn, ác lực quân giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopping.ảo.vn. shopping.ảo.vn. Ok, chào mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ quay review cho anh em xem. Sát thủ gọi là chiếm gió. Không có khu vực bên dưới, bên dưới chỉ có làn hư ảo thôi các bạn ạ. Mình sẽ đi rừng và trận này có vị tướng Malok này, Ram này, khá là ngon này. Trời ơi, lâu lâu mới được trận đi rừng mà có đồng đội mình là Ram ấy. Còn mình mà đi support mình toàn chuyên trị gọi là đi hỗ trợ rừng thôi. Chứ còn mình đi rừng lâu lâu các bạn. Có nhiều ông cứ đi support, cứ đi leo đeo theo AD, chán chết. Mình thì bị người ta hành mà cuối cùng mấy bạn ấy cứ đi theo AD để cho rừng bị ăn hành, bị mất bùa này. Có khi tem bên bạn nó kéo 2-3 thằng qua nó táng cho cái ở đầu nữa, khổ lắm chứ. Nhưng mà trận này may quá, có bạn Malok thế này không win hơi phí các bạn ạ. Ngon, tại vì giờ đi rừng, ăn rừng nó hơi cực. Nó không giống như ngày xưa đi rừng gọi là ăn nó nhanh, giờ ăn cực quá. Rừng kiểu như bây giờ nó bị yếu ấy các bạn. Nhưng mà đó là lúc đầu thôi. Tí nữa thì cũng chưa chắc được nói được cái gì đâu. Rồi tem đoạn đang ăn cái con rồi rồi xông vào. Chà, bi 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 quái rồi ơi, quái rồi ơi, quái. Trời ơi là trời. Em làm hết các kiểu con đà điểu luôn mà sao ăn được cơ? Không được mạng nào hết, chưa được 2 điểm hỗ trợ, chán thế. Buồn quá ta. Đập trụ luôn này, đập trụ luôn này. Trong thời gian cái con ca sàng nó chưa ra thì mình đập cái con đập cái trụ này nha các bạn. Tí còn ca sa nó ra cái này mình thôi đi về. Rồi đập cái trụ này không ăn được đâu. Không cỡ nào ăn được, kể cả 5 người cũng khó mà ăn được cái trụ này. Tại vì các bạn biết cũng biết là cái trụ đầu trận nó rất là khó sơi các bạn. Nhưng mà tầm giữa trận thì chỉ cần 1 người đến 2 người thôi, quạt mấy cái là trụ cũng xong nữa. Ô. Nào là Tachi nào ra đây. Tachi ra đây. Trời mình bị sợ quá cơ. Tôi ôm nha bạn. Bạn cứ ôm đi, mình xuống dưới mình ganh ở đường dưới phát. Đầu tiên thì mình sẽ đi mình ăn con quái vật ở cái khu vực rừng nhà mình này. Xong rồi mình sẽ qua mình sẽ lượm lúa cái khu vực đường dưới luôn. Mình băng trụ mình xử lý van heo luôn. Ok luôn kìa. Đấy, đồng đội nó hiểu ý mình, thế là ngon đấy các bạn. Gặp đồng đội không hiểu ý nó cứ lao cái đầu lên nó đánh nhau, cuối cùng bị tam bạn nó hấp diêm tập thể nữa. Khổ lắm. Băng trụ. Tốt ôm rồi, băng trụ đi. Nào, chuẩn bị băng trụ nha. Chuẩn bị này, chuẩn bị lính vào này. Ai à, wow. À, thành liền lấu cá này. Bèo. Lấu cá này bay với chúng tôi hả? Bạn thích bay không? Vào đây luôn đi nào. Bèo. Chỉ có chiều 2. Cái gì vậy? Chừng trị này, có chừng trị này. Lỡ ơi thì loét luôn đi. Ôi má ơi. Ăn được mảng thì cũng chết luôn rồi. Ủa, mình bảo anh tốt ôm trụ mà. Cái gì kỳ vậy? Ủa, ok, có ôm cái gì đây? Thế ok, các kiểu con đà điểu rồi mà, sao vớ vẩn thế nhỏ? Kỳ ra. Ủa? Mình tưởng thế nào, hóa ra ôm trụ mà vẫn chết à? Hay là chết trong trụ? À đủ cái thằng ngộ khí này. Mên đó. Mày chết chắc rồi. Mày dám cướp bổ của ta hả? Chưa thấy quan tài chưa đủ lệ đúng không? Đâu rồi? Ơi. Thế thì mình chín. Hảo là lượm lúa lại con bùa. Này thì cướp với chúng tôi à. Ai cho? Bạn phải nhớ một điều, bạn muốn ăn ở đất cô thủ công mà sông có Hà Bá. Bạn qua bạn cướp mà bạn không hỏi ý kiến gì mình hả? Mình vã cho chứ. Ăn con bùa dí dữ vậy hả? Ai cho ăn mà đòi ăn? Hứ. Đúng là một cái chuyện thật là nực cười. Đúng không các bạn? Quá là nực cười luôn. Bum peo bum 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 cha eo. Thật ra trong những cái vị tướng sát thủ thì mình thấy sát thủ Zeal thời đại hiện tại khá là mạnh nha các bạn. Nó có thể gọi là băng trụ dứt điểm cho bạn khi mà không cần lính luôn. Quá đã. Ôi giời, ui ulti luôn. Trời ơi, Hindu ơi. Bạn làm cái gì vậy? Một hai bạn chơi luôn. What's the bay à? Bay. Yêu. Trời ơi, nó ăn một phát hai mạng cho mình kìa. Ồ, xàm thiệt chứ. Chết rồi. Ơi, bấm nhầm chiêu. Ơi, ngũ khí tới. Ơi, nguy hiểm. Ơi, anh khí, anh bình tĩnh anh khí ơi.
Này 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 này, thằng này mọi người xem, thằng ngũ khỉ đấy, nó chết ngược với mình này. Không về này. Không về này, ngũ không chết này. 1 2 này thì chết đi. À đủ. Chiêu một quăng hút nó bị đau chứ. Qua đấy mà quăng một chiêu một chúng thì làm sao mà bạn ấy còn cơ hội mà vẫn đứng ngáp ngáp được nữa. Trời ơi là trời, gì kỳ ta. Buồn quá. Quá là buồn luôn các bạn. Ồ thôi kệ, không sao. Trời ơi mất trụ top rồi. Không sao, team mình thì ngộ khỉ nó xuống dưới cay mình rồi. Cay mình nhưng mà lại bị vị tướng lữ bố team mình lạnh lùng vô cảm nó sơi mất cái trụ. Ê, quê kìa. Cay một cục luôn. Trời ơi tự dưng ở đứng trên mà chạy xuống đứng dưới này, cái kết mất cái trụ. Buồn không? Có muốn khóc không? Nếu mà muốn khóc thì hay khóc đi. Ê. Trời ơi pha đấy mà lữ bố không giết nó ha, nó chạy vào trong cái bụi xong mình lao vào cái trụ mình bụp một cái. Ý, trời nó đá đừng nói luôn, cay cú đấy từ thanh niên ngũ khỉ luôn á, nó đó là vui lắm luôn á. Chơi diêu này thì các bạn cũng biết rồi đấy, nó là cái con tướng mà chuyên gây ra sự ức chế đến các bạn, tại vì nó không cần lính mà các bạn, nó vẫn có thể băng trụ nó xử được, nhất là mấy những cái thanh niên mà máu yếu như AD hay pháp sư thì chấp mày trụ đó hả, chấp với chúng tôi à, thích chấp không? Quá kinh đấy, cũng bay không phải dạng vừa đâu, ra tay đây mình kia nó bay ghê đấy các bạn. Rồi anh lữ bố anh AFK rồi hả, gì anh đứng như trời trồng vậy, anh làm vậy chết em á nha. Làm lấy bình máu cái mất công hết máu nữa, tay bên kia nó bay vào nó sơi em nữa, một nốt nhạc nữa em đi luôn, khổ lắm cơ. Cha ôi dồi ôi piu. Peng. Chơi. Yo, piu. Chiu. Trời ơi, Van Hell nó tốc biến nó nhanh quá các bạn ơi. Nó mà tốc biến mà chậm một xíu nữa này nó chết với mình rồi. Mà hơi đen, nó tốc biến gọi nhanh quá. Mới lao vào phát nó tốc biến luôn. Không là mình bật chiêu cuối là ăn Van Hell là cái chắc. Ăn được 5 mạng, chết 2 mạng. Không phải tệ các bạn. Vẫn xịn sò chứ. Lữ bố cho mình có vẻ như nãy giờ ngủ không cho bạn nó đi nhong nhong nhong. Anh lữ bố anh ăn được cái trụ bên trên cái anh thoải mái sảng khoái quá ha. Kiểu giống như là ơi đá quá trời, tiền nó thích quá đi. Chiêu bam 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 bam. Úi dồi ôi. Rồi ok luôn, có lúa luôn. Rồi. Đi đâu mà vội mà vàng. Đi đâu mà vội mà vàng. Úi dồi ôi, cái gì đây? What đã? Hello Barbie. Wow, gắt nhờ. Gắt đây. Ta chỉ xem bạn hơi bị ghê gớm đây. Mình có chiêu cuối đây, mình lại sợ bạn quá cơ. Chả sợ bạn tí nào. Bạn thích là mình xích bạn luôn chứ. Mình dân chơi mà, dân chơi hệ Zil mà. Zil đẹp trai mà các bạn. Ủa cái gì à? Giống như cái thằng Quê Len rồi. Cái gì hết cả hồn ta. Ôi mình đang kiếm. Không có. Nó đi về mất tiêu rồi. Cứ như Van Hell bây giờ mình lao vào cái là đi luôn. Không cần phải làm gì nhiều các bạn. Lao vào chiêu 2 quăng chiêu 1 ulti phát xong. Có mạng. Bởi vậy đâm ra mấy cái anh AD gặp Zil này phải trốn thật là sâu nhá. Chứ thò ra bên ngoài là chết với nó ấy. Cái gì đây? À, có chiêu cuối mà to à? Bạn thích là mình nhích bạn luôn. Piu! Uầy. Bay rồi. Ta bay rồi, chim à. Đùng. Quillen ơi. Quillen à? Bạn ơi. Không có lính anh em ạ. À. Ôi dồi, ngộ không lại đập chết cho mình thấy mình đau chứ.
Cái gì thế? Nào. Rồi, nó biết meme mình trong cái bụi lùm rồi. Nó biết Violet trong bụi rồi. Thôi bỏ đi, Violet chết rồi còn đâu. Chạy cố làm gì? Lữ bố chặn đầu ở đằng sau rồi. Đập luôn. Đập nó luôn. Này thì bay vào mà kiếm chuối này. Bay vào đây. Bay vào đây. Quyền lên còn mình nó à. Hello bạn Quyền lên. Bạn Quyền lên chạy nhanh thế. Bạn đứng lại cho mình sờ mông sờ má miếng rồi. Hư là mình quánh chết luôn. Hết hư luôn. Trời, bùm. Hello. Wow. Vô đây. Ui giời ơi, ơi trời, sao nó lại tào lao thế được nhở? U là trời, gì mà không ăn được, chán thế. Thôi ăn casa đi anh em, ăn casa để win đi. Chúng ta là không lên nhây, đánh nhanh rút gọn luôn, được ăn cả ngã về không? Được thì ăn cả đấy, nhưng mà ngã về không không được đâu. Có con casa làm gì thích gớm. Tem bên bạn và tem mình, ui tính ra tem bên bạn và tem mình nó ngang nhau ấy nha. Hai tem đều giết 14 chết 14 đấy, đừng coi thường tem bạn. Cái gì vậy? Ơi ơi quê ơi. Ơi, cái chiêu hai của tôi. Trời, cái chiêu hai của mình nó hồi sớm mà 1 giây nữa là ngon rồi. Hồi chậm thế, vãi cả lồng đèn nó thiệt tình luôn cái chiêu hai. Hồi chậm quá. Nếu không mà mình chạy lên đường trên là cũng sống các bạn. Tự dưng mình chạy về cái hướng này chi vậy? Chui vào trong cái hang tả thật chán dễ sợ. Phải đấy mình giết được thằng Quyền lên đúng không? Mình chạy lên đường trên luôn. Chạy lên đường trên hoặc là chạy về đường dưới mà bên dưới bên kia kìa. Bên tay trái của mình đó. Tự dưng chạy vào cái hang cả sảng. Thiệt tình. Kỳ cục ghê luôn đó. Đúng không các bạn? Anh em sang xem clip của mình cho mình xin một lượt đăng ký kênh và một lượt like mình chia sẻ với nha. Và nào muốn mua nick thì vô số nick của mình dưới phần mô tả video ấy. Hoặc các bạn cũng có thể nhắn tin vào fanpage anh Hạo hoặc là fanpage hỗ trợ mình, có thể mình đưa đường link cho các bạn cũng được. Các bạn xem ở đâu thì các bạn nhắn tin và nhớ cho mình nhá. Tại vì trong số nick của mình bây giờ hiện tại 300k, 400k, 300 thôi. Là các bạn có thể chọn được nick có trang phục này, có ngọc này, có tướng này, theo ý muốn rồi. Khá là ngon lành cành đào. Giá khá là rẻ các bạn. Ê, con rồng kìa, ô, con rồng kìa. Piu, what you, cha. Ây da, cái thằng Tachi này à, lại còn thích chiêu cuối à. Lại còn thích chiêu cuối, đâu đi đâu mà đòi màu vàng hả? Vào đây, ôi dồi ôi, van heo với Hảo này. Hay quá Hảo ơi, tuyệt vời ông mặt trời Hảo ơi. Tem bạn bây giờ chỉ còn có một người thôi. Ăn con rồng luôn. Quá đã. Tem bạn còn có một người à, tem mình tới 4 người lận. Rồi có chiêu cuối mình ở đây, lao vào mình làm cái rèn cái là xong luôn gì nữa. Ôi chiếc bù kêu luôn kìa. Xịn không các bạn? Trời, thấy mình chơi Jill hay không? Một pha chiếc bù kêu, quá đã. Đấy các bạn thấy không, Jill cũng khá là dễ chơi. Đam mạnh. Rất là khó chịu. Mà đặc biệt thì nó lại còn khiến cho tem bạn ưng chế nữa, nhất là anh khỉ. Ok, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người xem clip vui nha. Hẹn gặp lại các bạn vào clip sau nhé. Bye bye. Bye bye anh em.